Vì sao các đối tượng chống phá lợi dụng lịch sử Hoàng Sa để xuyên tạc? Thời gian gần đây, một số cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị đang lợi dụng thông tin về cuộc hải chiến Hoàng Sa để tuyên truyền những luận điệu sai lệch. Lịch sử là điều chúng ta cần tôn trọng, vậy nhưng một số cá nhân, tổ chức lại vì động cơ cá nhân để tiến hành xuyên tạc lịch sử để chống phá chính quyền là điều không thể chấp nhận. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, có thể thấy đây là một dòng chảy không hề êm ả. Tuy từng thời kỳ, từng giai đoạn, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến khác nhau, tuy nhiên một thực tế không thể phủ nhận là Việt Nam luôn là điểm nắm mà nhiều thế lực thù địch muốn xâm chiếm. Với vị trí địa chính trị quan trọng, là cầu nối trên đất liền giữa phần lớn nhất của lục địa Á Âu với khu vực Đông Nam Á, đa sắc tộc, giàu tài nguyên, Hoàng Sa, Trường Sa nằm trên tuyến hành lang đường biển thuận lợi, với 50% khối lượng hàng hóa luân chuyển của thế giới đi qua vùng biển này, là cửa ngõ của cả khu vực Đông Dương. Có thể nói Việt Nam luôn nằm trong các toan tính địa chính trị toàn cầu của các cường quốc. Trong nhiều năm qua, nhiều cường quốc xem khả năng kiểm soát Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình. Chính vì vậy mà Biển Đông đã trở thành một trong những điểm nóng lớn nhất về lợi ích giữa nhiều nước lớn. Và cũng chính bởi ý nghĩa đặc biệt của vùng biển Đông Dương mà dân tộc Việt Nam đã thường xuyên phải đương đầu với những hành động phi pháp, khiêu khích, gây hấn trên vùng biển. Đặc biệt những căng thẳng mà Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông với mưu đồ chiếm trọn Biển Đông khiến cộng đồng không khỏi bức xúc. Hiện nay trên mạng xã hội, một số kẻ đang tiến hành rêu rao luận điệu kêu gọi cái tiến hành gọi là kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa. Một mặt, các đối tượng ca ngợi, thổi phồng về đóng góp của Việt Nam Cộng Hòa. Một mặt khác, những kẻ này gieo rắc tư tưởng cho rằng Việt Nam đã mất Hoàng Sa, tung ra luận điệu cho rằng Đảng Cộng sản không bảo vệ Hoàng Sa. Nghiên cứu về cuộc chiếm đóng Hoàng Sa năm 1974 của Trung Quốc, có thể thấy nó diễn ra trong bối cảnh Việt Nam Cộng Hòa đang trên đà sụp đổ. Lợi dụng tình hình quân đội viễn chinh Mỹ đang rút khỏi Việt Nam và sự suy yếu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc đã huy động lực lượng quân đội ra xâm chiếm trái phép nhóm phía Tây Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc là phi pháp. Từ ngày 13 đến 28 tháng 4 năm 1975, các lực lượng quân giải phóng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tiếp quản các đảo của quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ, đồng thời triển khai lực lượng đóng giữ các đảo, một số vị trí khác trong quần đảo Trường Sa. Sau khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, từ ngày 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã quyết định đổi tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp tục quản lý và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Đảng, nhà nước Việt Nam luôn đấu tranh bằng mọi biện pháp để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Dù đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngại hy sinh, gian khổ, tuy nhiên hơn ai hết, Việt Nam là nơi hiểu rõ nhất nỗi đau do chiến tranh, bom đạn gây ra. Vì vậy, quan điểm nhất quán của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực, giải quyết bằng phương pháp hòa bình.